Ngài chưa vào thì thỉnh dài một chút, mà hãy ngài vào thì thỉnh ngắn một chút. Và để dạ con thấy ngài vào rồi. Dạ vậy thôi, vậy Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư luôn, để ngài vào rồi sang bích qua sang bích lại lại trễ. Dạ Nam Mô Bích Hai giá. Dạ con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính lễ cơ tu nữ Virijatana vừa vào đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu thư giao đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Hôm nay ngài chê cậu ngài bị đau mà ngài cũng đã vào sớm rồi, con là thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân ngày trước ạ. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ Nam Mô Tham Ma. Dạ Nam Mô Sang Tha. Dạ Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đậm nhờ ánh sáng trổ hòa lành rải tản mùi hương. Dạ, con xin sám hối ạ. Trổ hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lạnh rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ dạ tuần rồi chúng con học tới lời sắc thứ bảy, tuần này thì chúng con được ngài cho biết là sẽ học tới số 8 là sắc biểu tri. Dạ mà nếu con có sai thì ngài chỉ dạy cho con sửa lại cho đúng ạ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học thanh tịnh đạo tâm luôn được an tịnh. Nam Mô Bích Tha. Giá dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về sắc uẩn ở trong ngũ uẩn mảnh đất cho tuệ.
Khi một hành giả tu tập về tuệ, tuệ quán, cần thông hiểu về năm quân, sắc thọ tưởng hành thức. Để khi dùng tuệ quán nhìn lại thân này, chỉ thấy gồm có danh và sắc, hay là năm tổng hợp, mà không có chấp ngã, ngã sở, ta là của ta. Vì vậy cho nên việc mà học những cái thành phần sắc quẩn như thế nào, thì cái điều đó cần thiết cho vị hành giả. Sẽ có một số người họ chán vì tối ngày họ chỉ thích nghe nói những cái gì nghe vui, ngọt ngào, chứ còn nói những cái pháp nó khô khan phân tích, họ mệt mỏi để suy nghĩ, cho nên họ không thích. Nhưng mà đối với người Phật tử, khi mà chúng ta muốn học để chúng ta hành thiền, chúng ta loại bỏ cái chấp, thì chúng ta cần phải biết như Đức Phật đã dạy cho chúng ta trong cái bài kinh Xà Dụ Kinh Ví Dụ Con Rắn, trong cái đoạn cuối ngày hôm qua chúng ta có học Đức Phật đã dạy: các ông hãy xả bỏ những cái gì không thuộc về của mình, nghĩa là không phải là ta là của ta, xả bỏ nó đi, đừng có chấp, thì như vậy các ngươi sẽ không có sự đau khổ. Do vì chúng ta chấp cái thân ngũ quẩn là ta là của ta, cho nên chúng ta hút quẩn. Cũng như trong cái mùa dịch Corona, thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn bằng tuệ quán ra, chúng ta thấy cái thân này chỉ là ngũ quẩn thôi. Cái gì nó thuộc về đất nước lửa gió, thuộc về năm sắc thần kinh, thuộc về bốn sắc cảnh giới, thuộc về hai sắc giới tính, thuộc về sắc ý vật mạng quyền, sắc dưỡng tố, sắc giao giới, sắc biểu tri, sắc quyển chuyển, sắc tướng. Nếu chúng ta chỉ nhìn thân này rồi chúng ta chỉ thấy cái gì nó thuộc vật chất, thì cái đó thuộc sắc pháp, sắc quẩn. Còn cái gì thuộc về tư tưởng thì cái đó là thọ tưởng, thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn. Thời như vậy chúng ta không có gì phải lo sợ, bởi vì sống ở trong cái cuộc luân hồi này thì đã không biết bao nhiêu lần trong quá khứ mình đã chết vì dịch bệnh, chết vì tai nạn, chết vì hết tuổi thọ, chết vì bị người ta giết hại. Kiếp mà mình sanh làm cái loài bạn sanh, con nai ở trong rừng, con sư tử, con cọp ở trong rừng bị người ta đi săn, người ta bắn chết, lúc đó mình cũng khổ. Người sanh làm cá dưới nước cũng bị người ta chài, người ta câu, người ta bắt lên, cũng chết, cũng khổ. Thì như vậy có nhiều cái chết do có thân ngũ quẩn luân hồi. Do vậy cho nên
với cái tuệ quán thấy rõ như vậy thì chúng ta không có cái gì lo sợ. Sống được một ngày, chúng ta nên làm lễ một ngày. Đức Phật đã dạy rằng dù sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Chúng ta sống một ngày, nhưng mà một ngày chúng ta dùng tuệ quán để thấy ngũ uẩn sanh diệt, danh sắc sanh diệt này nó là vô thường. Bất toại nguyện và không nằm dưới cái sự điều khiển chủ quyền của một cái bản ngã. Thấy như vậy cho nên sống một ngày dễ có lợi ích hơn, hơn là sống cả trăm năm mà vô minh, không nhận thức rõ, tối ngày cứ lo chấp là ta là của ta, rồi hỉ nộ ái ố, vui buồn thương ghét, thì cái điều đó nó sẽ không tốt thôi. Thì trước khi chúng ta học tiếp tục, chúng tôi có đôi lời chia sẻ cũng như là hâm ngóng lại những gì chúng ta đã học qua. Mục tiêu của chúng ta học thanh tịnh đạo phần tuệ là như vậy đó. Để thôi quý vị nào mà vô trễ mới vừa nghe giảng vị sắc thì nó ủa, cái lớp thanh tịnh đạo dạy giới định tuệ mà sao mà nghe giảng giống như dạy thắng pháp A Di Đà vậy. Cho nên chúng tôi phải chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta học tiếp. Sắc quẩn được chia làm 10 nhóm sắc, làm hai nhóm, tức là sắc bốn sắc đại hiển là bốn sắc: đất, nước, lửa, gió. Còn sắc y sinh tức là sắc pháp mà nó nương vào tứ đại mà sinh ra mà hình thành, thì nó chia thành 10 nhóm. Chúng ta đã học qua nhóm sắc thần kinh, nhóm sắc cảnh giới, nhóm sắc giới tính, học y vật, nhóm mạng quyền, nhóm giao giới, nhóm dưỡng tố tức là vật thực đó, và cái nhóm giao giới. Hôm nay chúng ta học cái phần thứ 8, cái nhóm thứ 8 gọi là nhóm sắc biểu tri, gọi là Vinh Nhất Europa. Danh từ biểu tri có nghĩa là gì? Tại sao gọi đây là sắc biểu tri? Ách thăng Vinh Nha Pê Tì Tí Vinh Nha Tí. Trình bày cho hiểu, trình bày cho hiểu được ý nghĩa thì như vậy được gọi là biểu tri. Biểu ở đây tức là biện, tri tức là biết. Bây giờ trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta có hai cái sự biểu hiện để người ta nhìn vào, người ta biết ý nghĩa mình muốn làm cái gì, muốn nói cái gì, muốn suy nghĩ cái gì. Một là biểu hiện bằng thân. Thí dụ
Khi mà có cái chuyện đó, khi mà mình đi gặp nhau, một cái gật đầu, người kia họ nhìn thấy họ mỉm cười và họ cũng gật đầu lại. Mặc dù hai người không có nói gì với nhau, nhưng mà cái hành động, cái biểu thị gật đầu đó, nó cũng đã nói lên cho người khác biết là tôi chào anh. Còn hoặc khi mà người ta hỏi mình cái việc đó có thấy không, có biết không, người ta hỏi mình mà hễ mình biểu thị bằng cách là lắc đầu thì có nghĩa là mình cho biết rằng không, không thấy. Người ta mời mình ăn uống cái gì đó, mình nhận lời mời bằng cách là gật đầu, là mình chấp nhận. Mà nếu người ta mời đi uống rượu gì, chúng ta lắc đầu có nghĩa là chúng ta từ chối. Người ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa mình muốn trình bày bằng cái biểu hiện của thân. Đây gọi là thân biểu tri, gọi là ca cho nguyên giá tí. Tức là một loại sắc tâm, bởi vì do tâm nó điều khiển, do tâm tạo nên, cho nên cái sắc tâm này hiện bày bằng cử chỉ của thân. Diễn đạt ý tưởng bằng thân, bằng thân hành hay bằng cử chỉ, thì như vậy gọi là thân biểu tri. Sắc biểu tri thứ hai đó gọi là khẩu biểu tri. Tức là biểu hiện cho người khác biết ý nghĩa qua cái khẩu biểu tri. Tức là cái sắc tâm hiện bày bằng miệng, phát ngôn, tạo ra lời nói để diễn đạt ý tưởng. Khi chúng ta nói chuyện với nhau, mình giải thích, mình phân tích vấn đề cho người khác hiểu bằng lời nói, bằng ngôn ngữ, thì cái đó được gọi là khẩu biểu tri. Đối với sắc biểu tri đó, nó cũng quan trọng lắm thưa quý vị. Bởi vì mai mốt mà chúng ta học trong thắng pháp, khi mà nói đến hai sắc biểu tri này được gọi là sắc môn, gọi là Dvara Rupa, có nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và thân biểu tri, khẩu biểu tri, gọi là thân môn, khẩu môn.
Khi mà nói đến thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, lộ trình khi mà nó bắt năm cảnh sắc thinh khí vị xúc thì lộ trình tâm nó sẽ diễn ra ngang qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cho nên giống như là đi ngang qua một cái cổng, cái lộ trình nó đi xuyên qua một cái cổng, chúng ta gọi là lộ tâm ngũ môn. Nhưng mà riêng về thân môn là thân nữ tri, khẩu môn là khẩu vị tri đó, tại sao gọi là môn? Là tại vì từ ở cái cử chỉ hành động, hay là từ ở cái ngôn ngữ của lời nói này mà ý nghĩa nó được biểu hiện để cho người khác hiểu. Và hơn nữa là cái thân nghiệp, khẩu nghiệp của chúng ta đó là nó xuất phát từ nơi thân biểu tri và khẩu biểu tri. Quý vị nhớ này, gọi là thân nghiệp cai tâm măng, có thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, có thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp. Cái thân nghiệp cai tâm măng và khẩu nghiệp có chi tâm măng đó, tức là thân biểu tri, khẩu biểu tri. Chứ thân nghiệp ở đây không phải là thần linh thân nha. Người Phật tử chúng ta có một số học viên ở Việt Pháp mà không có ai giải thích cho rành rẽ hết á, rồi chúng ta học, hoặc là chúng ta học chúng ta không chú ý, cho nên chúng ta nhầm tưởng lộn xộn, chúng ta nhầm lẫn lộn xộn qua. Mình nghĩ rằng thân nghiệp tức chắc có lẽ thần kinh thân, không phải. Nếu mà thần kinh thân nó là thân nghiệp như vậy thì thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt là nghiệp gì? Cho nên ở đây năm sắc thần kinh chỉ đơn thuần là năm cái cơ quan để bắt cảnh ngoại thôi. Còn cái chuyện mà mình biểu hiện ra cái hành động, hành vi, biểu hiện ra cái lời nói, cái hành động thân thiện hoặc là cái hành động độc ác, đó là khẩu thân biểu tri. Cái lời nói thân thiện hoặc là lời nói độc ác, đó là khẩu biểu tri. Cho nên đừng có nói rằng là hai cái sắc biểu tri này nó thông thường, hai sắc biểu tri đó nó lại đóng cái vai trò, nếu nói theo kinh tạng thì cái vai trò nó rất là quan trọng. Chúng ta tu tập thân biểu tri, khẩu biểu tri đó, và quý vị nên nhớ như thế này: nếu gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp, tức là do tâm tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp, thì cái đó phải là thân biểu tri, khẩu biểu tri mới là do sắc tâm, chích tách chắc rupa. Chứ còn nếu như thân nghiệp đó là thần kinh thân này nó thuộc sắc nghiệp kamma chắc rupa, thì làm sao mà do tâm bất thiện điều khiển được, hay là do tâm thiện điều khiển được? Cái đó chúng ta phải suy xét. Nói nhiều quá quý vị nghe quý vị không hiểu không kịp. À, tốt quá, như vậy cũng có một người hiểu, được người hiểu. Còn ai hiểu nữa? Ồ, cô Nhật Quỳnh cũng hiểu, tốt quá. Ở đây thưa quý vị, đó là cái nhóm sắc thứ 8, nhóm sắc biểu tri. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái nhóm sắc thứ 9. Nhóm sắc thứ 9 ở trong sắc y sinh đó gọi là vikara rupa. Chúng tôi nhắc lại cái danh từ từ xưa đến giờ được dùng xài
trước khi chúng ta xài cái danh từ mới. Ngày xưa ngày lúc đầu ngài Hòa Thượng Tịnh Sử, ngài thấy cái sắc này nó tạo ra một cái đặc tính rất là đặc biệt, cho nên ngài gọi ba sắc này gọi là sắc đặc biệt. Nhưng mà chữ đặc biệt chữ nguyên xê xa chứ không phải nguyên cà rác. Nhưng mà ngài xài nghĩa, ngài xài gì? Rồi có một lần đó, có một học viên là một vị sư đệ tử ngài đó muốn trình bày với ngài. Nếu tôi suy xét còn thấy người mà có ba cái sắc này thì cái cử chỉ hành vi của họ rất uyển chuyển, cái lời nói họ rất là uyển chuyển, linh hoạt. Và nhiều khi người khác làm không được. Thí dụ như một người cái thân thể họ nhẹ nhàng, họ có thể khiêu vũ hoặc là có thể ca hát cái giọng cao du dương luôn. Những cái đó đó thì phải có ba cái sắc này, ba cái sắc đặc biệt này. Cho nên ngài nói ba cái sắc này nó kỳ diệu lắm, thôi đặt nó là sắc kỳ dị đi, cái gọi là sắc kỳ dị. Cho nên chúng biết cả nó vừa qua, trước đây ngài xài là sắc đặc biệt, sau đó là sắc kỳ dị. Nhưng mà sắc kỳ dị xài được một thời gian do sự ngẫu nhiên mà ngài nói vậy. Rồi cái đệ tử thọ trì như đường thời gian. Nhưng mà bây giờ đó, ở trong Thanh Tịnh Đạo mà bản dịch của sư cô Trí Hải đó, thì sư cô dịch là sắc biến hóa, với cà rác biến hóa. Nhưng mà chữ biến hóa đó, chúng ta bị nhầm tưởng với cái Etivita, tức là thần thông, biến hóa thông. Cho nên ở đây chúng ta không xài biến hóa. Bởi vì chữ quý ca rá nó có nghĩa là một cái sự thay đổi thích ứng. Chúng ta gọi nó có cái sự thay đổi thích ứng. Vì chữ vikara là chữ viên xê xá, và viên xê xá phối hợp với chữ kankara, tức là cái hành động, cái biểu hiện. Do đó chúng tôi mới xài cái từ gọi là sắc uyển chuyển, gọi sắc uyển chuyển vikara. Thì sắc uyển chuyển ở đây thưa quý vị, là loại sắc có tính đặc, có đặc tính làm cho thân hoạt động điêu luyện. Làm cho thân, cái làm cho sắc pháp đó hoạt động điêu luyện. Bất cứ sắc nào trong thân này, giờ ngoại trừ sắc nào mà do nghiệp sanh, do nghiệp tạo trong quá khứ, do nghiệp quá khứ tạo nên, thì sắc đó là không có, không có ba cái sắc quỷ chuyển này nó tương ứng. Nó cũng ví dụ như là một cái nhánh hoa mà người ta đổ bằng cái khu
khuôn thạch cao hay là khuôn xi măng, khi người ta đổ ra để mà làm cái quả thiết qua văn đắp lên trên nhà đó, thì cái hễ mà cái chánh hoa đó được in nổi lên trên cái thanh thạch cao hoặc là cái thanh xi măng đó, mà do khuôn đổ ra thì cái khuôn sao thì nhánh hoa nó lại như vậy. Nó không có sửa đổi được. Còn cái nhánh hoa mà do cái người họa sĩ, do họa sĩ mà ông vẽ đó, thì ông vẽ bữa nay tâm trạng nó thơ thới, nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ, thì ông ta vẽ nhánh hoa nó uyển chuyển, nó đẹp. Qua bữa khác tâm ta bực bội thì ông ta vẽ cái nhánh hoa đó cũng là hoa đó thôi, nhưng mà nó có vẻ nó cứng cứng gắt, nó không có uyển chuyển. Thì như vậy chúng ta phải hiểu rằng là sắc do tâm tạo, sắc do thời tiết tạo, sắc do vật thực tạo, thì ba loại sắc đó nó mới có sắc uyển chuyển này. Thì cái sắc uyển chuyển này nó có ba thứ. Một là khinh tánh, khinh tánh sắc là hung ta, là tính chất nhẹ nhàng, tính chất nhẹ nhàng của sắc pháp, không có trì trệ. Ở trong Thanh Tịnh Đạo có cái ví dụ, thí dụ như một thanh sắt, khi mà nó nguội, nó lạnh thì nó nặng nề, nhưng mà khi được đun nấu, được đun ở trong cái ống bể, trong cái lò rèn mà nó đỏ lên đó, thì cái sắc đó nó trở nên nhẹ nhàng, nó mềm mại, cho nên người ta đập được, người ta đập, người ta sửa nó thành một cái dao hay là một cái búa vân vân. Thì như vậy cái sắc khinh tấn nó cũng có cái tính chất này. Cơ thể chúng ta có những lúc chúng ta có cảm giác nó mệt mỏi, nó nặng nề, đó là chúng ta thiếu cái sắc khinh tánh lâu tà. Lúc mà chúng ta khỏe đó thì cái cơ thể chúng ta nó còn có cái nhu tánh, sắc nhu tánh là tính chất mềm mại của sắc pháp, không cứng xượng. Khi mà chúng ta trở về già rồi thì cái ngón tay, ngón chân, bước đi của chúng ta rất là nặng nề, tại vì các cái tế bào sắc đó nó thiếu cái sắc nhu tánh, cho nên khinh nhu không có, cái sự nhẹ không có và sự mềm mại không có, thì nó không có uyển chuyển được như thời trẻ. Về già chúng ta thiếu cái sắc uyển chuyển này. Rồi thứ ba gọi là tương thích tính tánh, Kamayuta. Ngoài xưa kia ngày dịch là thích nghiệp, nhưng chữ thích nghiệp nó khó hiểu, hay là thích sự khó hiểu hơn. Chữ Kamayuta đúng là chữ Kamá, dịch là sự hay là xài là nghiệp, nhưng mà ở đây chúng tôi không xài, chúng tôi xài chữ tương thích, có nghĩa là tính chất thích hợp của sắc pháp. Cái tính chất thích hợp với sắc pháp, thí dụ như cái
cái cơ thể mình gặp mùa hè nóng hay gặp mùa đông lạnh, cái thời tiết nóng lạnh nhưng mà cái thân thể nó vẫn thích nghi được, thì cái đó gọi là Kamayuta. Khi mà chúng ta còn trẻ, còn khỏe đó, thì chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, đi nhanh cũng được, mà đi chậm cũng được, mà vừa đi vừa chạy cũng được. Bởi cái sắc pháp luôn luôn lúc nào nó cũng tương thích với cái điều kiện ở bên ngoài hay điều kiện bên trong. Nhưng mà khi già yếu rồi đó, hay là lúc chúng ta bệnh hoạn đó, thì lúc bây giờ cái sắc pháp, cái thân này nó không có thích nghi được với mọi hoàn cảnh. Chúng ta đi đứng nằm ngồi, tay chân run rẩy, nhiều khi muốn bước chỗ đó mà nó bước trợt, hoặc là bước nó quỵ xuống. Khi chúng ta đang ngồi, chúng ta muốn đứng lên, đối với người già hay người bệnh thì khó khăn vô cùng. Đứng lên phải chống hai tay, rồi phải nghiêng người, phải đưa lên một chân để làm cái đòn bẩy, rồi mới đẩy cái thân lên, vân vân. Thì như vậy thiếu cái sắc, thiếu cái sắc tương thích. Thì nói chung tức là một cái thứ vật thực chúng ta ăn vào mà nó tạo ra cái chất bổ khỏe, thì nó sẽ phát sinh ra ba cái lợi sắc quyển chuyển, tức là khinh nhu và tương thích. Còn cái thời tiết quý vị, nó cũng tạo ra ba sắc quyển chuyển này. Nhưng mà nếu với người mà họ ăn vật thực không hợp với cơ địa thì nó làm cho thân thể bệnh hoạn nặng nề vân vân, thì như vậy thiếu cái ba cái sắc. Nhưng mà thường thường đó thì sắc tâm, sắc do tâm tạo, thì nếu là tâm thiện nó sẽ tạo ra cái sắc tâm tốt, ở trong đó nó sẽ tạo ra cái sắc quyển chuyển này. Một người họ tu thiền một thời gian, họ tu đúng cách đó, họ tu thời gian do có chánh niệm tỉnh giác quen đi, thì cái dáng đi của người đó nó nhẹ nhàng, nó khoan thai. Khi người đó đưa mắt nhìn hay là người đó có lời nói, nó cũng nhẹ nhàng, cũng thanh tao. Còn như một người mà họ sống bằng cái tâm bất thiện đó, tối ngày cứ tham sân si, thì cái dáng đi của họ nó thiếu cái sắc đặc biệt, lời nói của họ thiếu cái sắc đặc biệt, cho nên là nghe nó chắc chúa, hoặc là nghe nó chối tai lắm. Còn mình thấy cái dáng đi của một người mà thất niệm đó, thì chúng ta thấy nó thiếu cái sắc quyển chuyển, do đó cho nên nó không có tạo ra được một cái sự nhu mì, cái sự thanh lịch trong cái cử chỉ quy nghi. Hồi xưa đó thưa quý vị, cái người phụ nữ hồi xưa họ vì cha mẹ dạy dỗ, lúc nào họ cũng có cái sự cẩn trọng
tâm thái lúc nào cũng giữ cái sự yên vui. Do đó cho nên cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi họ khoan thai, họ cái vẻ đẹp tự nhiên đó. Còn thời nay thì người ta chỉ nghĩ đến cái cách làm đẹp là do các cái loại đồ trang sức hay là do hương liệu mỹ phẩm, nhưng mà ở bên trong tâm thì họ lại sống thất niệm, họ lại dễ hay nổi quạo, giận dữ hoặc là tham lam, thế cho nên nó thiếu cái sắc uyển chuyển. Thành ra người nữ bây giờ, thưa quý vị, họ có khuyết điểm nhiều lắm. Người nam quý vị, khi mà sống bằng cái tâm thiện, cái tâm đạo đức đó, thì nó sẽ tạo ra cái thứ sắc uyển chuyển này để khiến cho thân hành khẩu hành của họ tốt, tốt đẹp. Còn nếu không thì nó tạo ra xấu. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta khéo tác ý thì chúng ta vẫn tu tập được tốt như thường. Từ cái chuyện tốt của, ở trong cái nội sắc, rồi tốt ra đến cái ngoại sắc ở bên ngoài, chúng ta quyển chuyển vậy đó. Bây giờ chúng ta lại nói qua đến cái nhóm sắc thứ 10 để cho nó xong cái phần sắc quẩn. Cái nhóm sắc thứ 10 ở đây được gọi là Lakhana Rupa. Mà Ngài Tịnh Sự Ngài chỉ xài một từ đơn giản là sắc tướng. Nhưng mà lúc ban đầu Ngài xài là sắc tứ tướng. Bởi vì khi mà chúng ta kê khai một sắc, một loại, hai loại, ba loại, bốn loại đó, thì chúng ta chỉ nói tên của nó thôi. Còn chúng ta xài chữ tứ tướng, người ta tưởng đâu là cái đó là cái tên của thứ sắc này. Nếu như vậy đó, thì tại sao sắc uyển chuyển có ba thứ chúng ta gọi, không gọi là sắc tam uyển chuyển, hay là sắc biểu tri, là nhị biểu tri, sắc chỉ biểu tri, chúng ta không xài, mà chúng ta chỉ xài sắc biểu tri, sắc uyển chuyển. Sắc biểu tri có hai, sắc uyển chuyển có ba, thì bây giờ sắc hiện tướng có bốn. Chúng ta xài như vậy đi, tập sửa dần dần cho nó quen đâu vô đó thôi quý vị. Nếu một số đó mà xài cái số chữ Hán không đó, thì nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát thập, thể chúng ta xài con số thì suốt cả cái bài học giáo trình phân một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sáu loại, bảy tám chín mười loại thì chúng ta cứ xài chữ Hán hết. Còn đằng này đó, nếu mà chúng ta xài cái con số mà xài cái nghĩa nôm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì chúng ta phải xài vậy luôn. Còn nếu mà chúng ta nói bốn sắc tứ tướng nữa, thiện kỳ nữa, bốn sắc tứ tướng thiện thành ra 16, bốn nhân tứ thành ra 16. Cho nên hễ chúng ta nói bốn sắc thì bốn sắc hiện tướng. Còn nếu mà chúng ta không nói bốn sắc hiện tướng thì chúng ta mới gọi là sắc tứ tướng, nó sẽ lộn xộn đi. Nhưng mà xài như vậy mới đúng. Cũng như chúng ta nói bốn sắc đại hiển, chứ đừng có gọi là bốn sắc tứ đại. Có cái thói quen bốn sắc tứ đại, đã là tứ đại rồi, đất nước ngữ gió rồi, mà chúng ta còn nói bốn sắc nữa, thì bốn sắc tứ đại thì bốn mười sáu. Chúng ta bị nhầm tưởng bây giờ đang rêu. Chắc có lẽ là chúng ta bị cái bệnh nghề nghiệp, cho nên quý vị cũng thông cảm. Chúng tôi không có phải là ở đó mà vệt lá tìm sâu, nhưng mà muốn phân tích cho nó cặn kẽ để chúng ta học
chúng ta chỉnh sửa cái ngôn ngữ, cái văn hóa chúng ta lại. Thì ở đây thưa quý vị, cái sắc hiện tướng này là sắc hiện bài tình trạng của các cộng sắc theo giai đoạn biến. Theo giai đoạn như thế nào? Tình trạng sanh khởi của sắc pháp thì gọi là upacaya, gọi là sắc sinh hay là sắc tích tập, sắc tích lũy. Cái tình trạng trưởng thành của sắc pháp ở cái giai đoạn này thì chúng ta gọi là santati hay gọi là sắc tiến và sắc thừa kế. Kế tục tình trạng già khỏi của sắc pháp thì ở cái giai đoạn này được gọi là charata, tức là sắc dị hay là sắc lão mại. Còn cái tình trạng mất đi của sắc pháp thì chúng ta gọi là sắc vô, sắc diệt, sinh tính dị diệt. Thì sắc diệt ở đây đúng chữ anicca là sắc vô thường. Anicca là vô thường, cái tánh vô thường. Sẽ nghĩa như vậy, nhưng mà chúng ta dịch, nếu mà chúng ta nói rằng khởi sanh tiếp tục già đi và vô thường thì không ai hiểu hết. Cho nên chúng ta cứ quen xài hồi xưa giờ cái sinh tiến dị diệt cuộc đời chúng ta nói về. Nhưng mà trong sắc pháp của chúng ta thì cái bọn sắc đó sanh khởi, hễ bọn sắc cái vừa khởi lên gọi là sinh, và bọn sắc đó nó tồn tại 49, 48 sắc na tiểu thì cái thời giai đoạn đó gọi là gì, gọi là tiến. Và cái tuổi thọ của bộ sắc đó đến thứ 49, đến thứ 50 thì chúng ta gọi là sắc dị, là già, cái tế bào sắc nó đã già. Và đến thứ 51 thì nó diệt mất, gọi là sắc vô thường. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là trong 28 sắc á, thì từ sắc đất cho đến cái sắc giao giới, 18 thứ sắc đó chúng ta gọi là Nibbana Arupa, là sắc rõ, sắc thành tựu. Khi mà tu tuệ quán thì lấy cái sắc đó để mà quán thôi. Chứ còn 10 thứ sắc sau, tức là hai cái sắc biểu tri, ba sắc biểu chuyển và bốn sắc tướng nữa, thì cái này chúng ta gọi là, chúng ta gọi là dị, gọi là cái sắc Antipanna Rupa. À, kể luôn 18 sắc đó là chỉ kể tới sắc thực thực thôi. Còn cái sắc giao giới, hai biểu tri là ba, cộng với ba biểu chuyển là 6, cộng với 4 sắc hiện tướng là 10. 10 sắc này gọi là Anicca, Anicca. Vì nó dựa vào cái sắc pháp khác. Thí dụ như thần kinh nhãn, cái tế bào của thần kinh nhãn, cái tế bào nó mới hình thành thì gọi là sắc sinh. Và khi đã hình thành rồi thì tế bào nó tồn tại gọi là sắc tiến. Và khi cái tế bào đó mà nó già thì gọi là sắc dị. Và khi tế bào đó nó chết, tế bào chết thì chúng ta gọi là sắc diệt. Cứ mỗi bộ sắc, sắc nào cũng có sinh tiến dị diệt. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu.
Ở trong Thanh Tịnh Đạo khi mà đề cập đến sắc quẩn đó, thưa quý vị còn phân tích nhiều lắm. Nhưng mà khi chúng tôi làm cái công việc mà chúng tôi giảng lược đó, thì chúng tôi chỉ trình bày ngắn gọn. Tuần sau chúng ta sẽ phân loại sắc pháp, một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, trên tờ phân loại sắc pháp. Ngài Bố Thất Khu Xá, Ngài làm cái việc này là Ngài đã tổng nhiếp hết tất cả những cái gì mà thuộc về các khía cạnh của sắc quẩn nằm ở trong này hết. Cho nên mai mốt chúng ta học xong, chúng ta sẽ nắm được. Còn 10 phút nữa thì chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta học cho hết được cái phần phân luận của sắc pháp. Cho nên chúng tôi xin được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại lớp học vào thứ bảy tuần sau. Bây giờ thì kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ đọc kinh Phúc Chúc cho rùm, rồi sau đó chúng ta nghỉ ngơi giây lát thì chúng ta trở vào rùm lớp Phật Pháp Phúc Thích Thầm Mắt. Nam Mô Bụt Thầy, kính thỉnh Thượng Tọa. Tu sapa mangalang rakhan tu sapa deva ta sapa buddha nu pa we na sada sati pawan tu te bawa tu sapa mangalang rakhan tu sapa deva ta sapa dhamma nu pa we na sada sati pawan tu te bawa tu sapa mangalang rakhan tu sapa deva ta sapa sangha nu pa we na sada sati pawan tu te. Tất cả phương hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thủ sa thủ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya devata santi vihara vasi ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu u chi ta so thiên ca ron te tha vihara mang da le thế ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô Sāramika dana pati upasaka gama cha de sani gama cha isara sappana puta sukita pavantu te cha labu cha yepi cha anda tham pawa samseda cha ta thavo papatika ni ya ni kang tham ma wa rang pa tit cha te sappe pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo
Dhamma Thara Chabuchala Sangho Ho Tu Sa Mắc Gô Vá Át Tha Gia Cha Thi Ta Gia Cha Âm He Rát Kham Tu Sa Kham Mô Sa Pê Pi Dhamma Cha Ri Nô Phu Thêm Sam Pha Phu Nê Gia Ma Dhamma Ri Yap Ba Vê Đi Tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đạo quân tộc vào rung nghe pháp, kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mít.